Okay, so welcome to our lesson number one. Xin chào mừng tất cả các bạn đến với cái bài học đầu tiên của chúng ta. Okay. Và trong cái bài học đầu tiên này, chúng ta sẽ học về một cái câu chuyện vô cùng thú vị, vô cùng tuyệt vời. Okay. Và bao nhiêu bạn đã sẵn sàng rồi nhỉ? Bao nhiêu bạn đã sẵn sàng rồi? Thì đầu tiên thầy Tony muốn tất cả các bạn là khi các bạn bắt đầu cái giờ học của thầy Tony, chúng ta sẽ không ngồi ở trên ghế, ok, là sẽ đứng dậy, ok, chúng ta sẽ chỉ làm việc với nhau, mỗi một video này chúng ta chỉ làm việc với nhau trong vòng từ 5 đến 10 phút thôi, chúng ta sẽ không ngồi ở ghế nhá, mà chúng ta sẽ đứng dậy và các bạn cũng sẽ không cần phải viết cái gì cả, không cần phải viết cái gì cả, phải đứng dậy nhé, ok, are you ready? Yes. Sẵn sàng chưa? Và khi mà thầy Tony hỏi các bạn là are you ready, các bạn sẽ làm như này nhé, các bạn sẽ nói như phải nói yes, ok, are you ready? Hãy đứng dậy nha, hãy đứng dậy, đừng có ngồi ở trên ghế, đừng có ngồi ở bàn học, hãy đứng dậy và có thể là hãy đứng trước cái camera như mà như là thầy Tony đang đứng trước camera như này. Và hãy tương tác với thầy Tony, ok? Are you ready? Yes! Are you ready? Yes! Yes, yeah. Yes, mình nghe bảo. Hãy tự nhiên đi, bởi vì Tony biết là có thể là xung quanh, có thể bố mẹ đang cười các bạn, không có sao cả. Cái người đang cười mình mới là tốt đúng không ạ? Bố mẹ cười chúng ta, bố mẹ mong muốn tốt chúng ta thôi, ok? Are you ready? Yes! Ok, và cái bài học đầu tiên này chúng ta có tên là Kiss, okay, kiss. Chúng ta sẽ học về một cái chàng trai rất là tuyệt vời và đẹp trai tên là Tony. Okay, are you ready? Yes. Okay, good. Okay, và trong cái bài học đầu tiên này chúng ta sẽ có một vài cái từ có thể là mới, có thể là cũ với các bạn. Okay, are you ready? Okay. Yes. Và chúng ta sẽ có từ đầu tiên. Okay. I biết từ này. I biết từ này. Okay, good. Chúng ta sẽ học cùng học từ này nhá. Hãy tưởng tượng là Tony đang Tony, chàng Tony rất là đẹp trai đúng không? Đang đi ra chợ hoặc đang đi ra một cái cửa hàng bán ô tô chẳng hạn. Chàng ấy cầm theo một cục tiền như này và đang đi mua ô tô. Ok. Và chúng ta có học từ này nhá. Chúng ta cảm tưởng tượng mình đang đếm tiền này. Buy. Buy. Các bạn học các thầy chứ, học các thầy nhá. 1 2 3 go. Buy. Học các thầy nhá. 1 2 3 go. Buy. Ok. 1 2 3 go. Buy. Lao được các bạn đọc to lên từ vùng ngực. Nếu như các bạn đang học ở trong phòng thì đóng cửa phòng và nói to lên, bởi vì là hãy đứng dậy, vận động, di chuyển và hãy nói thật to, đọc thật to cùng với thầy, ok? Hãy tin tưởng thầy đi, hãy làm những cái điều rất là cơ bản đi, bởi vì chắc chắn là đây là những cái điều này giúp các bạn nói với em một cách tự tin hơn, ok? Hãy đứng dậy, nói thật to nhá, ok? 1, 2, 3, go! Bye! Bye, ok? 1, 2, 3, go! Bye! Có thể cái từ rất là dễ dàng thôi, nhưng mà các bạn hãy làm theo thầy để mà chúng ta phải sử dụng những cái từ này trong cuộc sống, ok? Chúng ta sẽ cùng đến một cái từ tiếp theo, từ này rất là dễ này, ok? Ok, ok? Trước mặt chúng ta là cái xe ô tô và chúng ta bước vào cái xe ô tô đó, chúng ta ngồi lên vô lăng, chúng ta lái thử nhé, ok. New car. New car. New car. New car. Thầy biết là rất là nhiều bạn đang nặng nhưng mà hãy đọc to lên, ok. 1, 2, 3, go. New car. New car. New car. Khi mà đọc qua 3 các bạn hãy mở miệng to hơn chút. Ok. Are you ready? Yes. Ok. New car. New car. New car. New car. New car là xe mới, xe cũ. Xe mới. Xe mới. Okay. Now. 1 2 3 go. New car. Okay. New car. New car. Đọc theo thầy, đọc to hơn một lần nữa thế nào. 1 2 3 go. New car. Good. Okay. Chúng ta cùng học. Nào các bạn, để xem các bạn có nhớ không nhé. 1 2 3 go. Bye. To lên, to lên. Okay. 1 2 3 go. Bye. 1 2 3 go. New car. Hãy đọc to lên nữa, ok. To hơn nữa nhá. Ok, good. Ok, good. Chúng ta học còn tiếp một từ nữa này. Ok, go. Expensive car. Ok, follow me. Expensive car. Expensive car. Expensive car, ok. Đây là một cái xe đắt hay rẻ? Đắt. Đắt, đúng rồi. Các bạn hãy tưởng tượng vừa nãy thì tôi đi cầm một cục tiền đi ra cửa hàng mua xe, hoặc một cục tiền ở trên tay này, ok. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng tung tiền, ok. Expensive car. Okay. Expensive car. Nó có 4 âm, ok. Expensive car. Expensive car. 1, 2,